Xin chào các quý vị. Sau đây thì tôi xin chia sẻ với quý vị và cái chủ đề rượu uống và uống rượu. Đấy, chúng ta nói hai cả hai vấn đề, một chủ đề khá là phổ biến. Rượu uống và uống rượu. Cái bài này chúng ta sẽ có các nội dung chính. Thứ nhất là về giới thiệu về cái rượu uống, cái ethanol, rồi công dụng của nó, rồi khi vào cơ thể thì nó sẽ như thế nào và tác dụng với sức khỏe đến đâu, và uống rượu và việc ăn nhậu thì ra sao, vậy thì chúng ta nên uống như thế nào và các biện pháp sơ cấp cứu khi mà chúng ta có người có bị ngộ độc rượu cấp. Thứ nhất là cái rượu uống, chúng ta vẫn có cái dùng cái từ là cái nhiều khác thuật ngữ đồ uống có cồn hay là các cái rượu hay là tử hú là không chính xác. Cái bản chất là tất cả là gọi là ethanol, cái chất đấy là chất chúng ta sử dụng là ethanol, và có cái tên gọi khác dành cho các loại ethanol nhưng không phải để uống, ví dụ như ethyl alcohol hay rượu ethylic hoặc các tên khác là những trường hợp một mục đích mà không phải để uống. Thì ngoài ra thì về mặt hóa học còn có nhiều loại cồn và rượu khác, nên chúng ta chắc là chúng ta chỉ đề cập đến những lĩnh vực mà về hóa học hay những cái công dụng trong hóa dược hay là công nghiệp trong đời sống mà không phải để uống. Ví dụ như là có loại nhiều loại rượu cồn khác, ví dụ cồn công nghiệp ethanol, rồi cồn lau chùi, rồi nhiều loại cồn khác nữa. Và cái công thức hóa học của cái chất mà chúng ta có chính trong rượu chúng ta uống vào ấy, đó là cái ethanol, đó là công thức thì các bạn thấy là đơn giản, chúng ta thấy là C2H5OH. Chúng ta thấy một cái sản phẩm rượu uống cái cổ điển của ông bà chúng ta là cái loại rượu nút lá chuối là cổ điển, rồi thì các cái nhiều cái loại rượu khác, rượu dân gian khác, thế là chúng ta có thể thấy là bên trong đấy là chính là cái ethanol thôi. Thế và chúng ta phải hiểu rõ là cái nguồn gốc của rượu uống hiện nay thì quan trọng nhất, là nguồn gốc rất quan trọng để đảm bảo chúng ta uống cái vấn đề an toàn, đó là rượu uống là chỉ bằng phương pháp lên men đường của tinh bột. Còn các phương khác pháp khác để tạo ra ethanol thì không phải để uống mà có thể nguy cơ bị ngộ độc hoặc là không an toàn, chỉ dùng cho các mục đích khác trong công nghiệp, trong các lĩnh vực khác, không phải để uống, ví dụ như là các cái công nghệ lên men từ gỗ, rồi thủy hợp, thủy phân, enzyme, và có quá nhiều quá trình khác nữa. Đấy. Vậy thì cái lịch sử là cái uống rượu, rượu uống thì nó cũng có từ xa xưa, từ hàng ví dụ thời Trung Quốc người ta thấy từ có trong đồ uống từ 9.000 năm trước rồi. Đấy. Hơn nó nữa rồi. Và chúng ta có thể thấy là từ cái quy trình nấu rượu để uống rất đơn giản, nhỏ lẻ từ các hộ gia đình, từ dân gian chúng ta, này có thể gọi là tương đối là cũng không phải là một cũ nữa rồi, vẫn còn tương đối ở các cái vùng nông thôn của chúng ta. Rồi sau đó chúng ta thấy người ta sản xuất ở đại trà trên công nghiệp thì diện lớn. Thế và chúng ta có các dạng đồ uống, có cồn thì có ethanol. Ví dụ như là thứ nhất là bia đấy, thì là thành phần phổ biến của ethanol theo cái tính theo cái phần trăm cho thể tích từ 4 đến 5% đến 6%, trung bình khoảng 5% đấy. Rượu vang khoảng hơn 10% một chút, phổ biến khoảng 12 13% 13 độ đấy. Còn các loại rượu rum, rượu whisky, vodka, cô nhắc đấy, thì nó khoảng quanh quanh 40 độ trở lên một chút. Rồi các cái nước quả lên men mà gọi cider ấy, ví dụ như rượu táo chẳng hạn, thì cái độ cồn nó khoảng độ 2,3%, tối đa 2,3. Thế nhưng có nhiều loại sản phẩm khác mà cái nồng độ thì nồng độ cồn rất là khác nhau. Và qua đây chúng ta có thể thấy là rượu thì rất nhiều, tuy nhiên rất nhiều đồ uống khác cũng có thể có rượu, có thành phần là rượu hay là có ethanol, có cồn, ví dụ như bia, rồi cái loại nhiều loại đồ uống khác nữa. Và chúng ta cũng phải hiểu rõ là uống nhiều bia cũng thế thôi, cũng chẳng khác gì uống rượu cả, tác dụng cũng giống như uống rượu. Và chúng ta hiểu rất đơn giản, chúng ta thấy là bia chính là rượu loãng, uống nhiều cũng sẽ cũng tác dụng giống như rượu, là rất nhiều sản phẩm rượu. Đấy. Vậy thì rượu thì để làm gì? Đấy. Rượu ethanol có rất nhiều công dụng. Đấy. Mà chúng ta biết ngay đầu tiên mà từ xa xưa cho tới nay là chúng ta đang dùng nhiều, đó là để uống. Uống để làm gì? Uống để giải trí, uống để trong các dịp lễ hội, lễ Tết, vân vân, trong các giao tiếp, để trong bữa ăn,
Đấy, đấy là những cái mục đích của con người chúng ta đang sử dụng để uống hiện nay. Thế ngoài ra rượu còn để làm giấm, thế rồi thì để ngâm thuốc cho các thuốc y học cổ truyền, rồi thì để nấu ăn. Đấy, nấu ăn thì có các cái thơm, có tác dụng hòa tan rất nhiều hợp chất có hương thơm để làm cho nó thức ăn chúng ta cảm thấy nó thơm ngon hơn, rồi dùng làm tăng hương vị thức ăn, làm thịt nó rắn hơn. Đấy là trong cái nấu ăn. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu là uống ít, nếu uống rượu ít thì chúng ta có thể coi là nó tác dụng có hại rất ít và tạm gọi là thực phẩm, uống ít thôi. Đấy. Tuy nhiên cái khả năng uống ít này cực kỳ thấp. Đấy. Và phần lớn sau đó rất dễ dàng nhanh chóng chuyển sang uống nhiều. Đấy. Bởi vì cái cách thức của rượu tác dụng trên cơ thể chúng ta, trên hệ thần kinh của chúng ta rất nhiều cách, thì dẫn tới chúng ta sẽ phải tăng liều lên, uống nhiều hơn, ngày càng nhiều lên, phải uống liên tục và phụ thuộc vào nó. Đấy. Và dẫn tới là nó thành nghiện, và lúc đó thì là rượu thực sự nó là ma túy. Vậy thì cơ bản này là rượu là ở khía cạnh nào đó rất nhỏ thì gọi là thực phẩm. Đấy, tuy nhiên phổ biến hiện nay là các chất lạm dụng gọi là ma túy, hoặc là thậm chí chúng ta nhìn rõ công nhận nó là chính là chất độc. Vậy thì khi chúng ta uống quá thì là như thế nào? Uống quá thì là sẽ tất nhiên là có hại cho sức khỏe, rồi lãng phí, rất nhiều các tác dụng có hại khác kèm theo. Ví dụ chúng ta tiêu thụ tốn về tài nguyên thực vật, động vật để chúng ta sử dụng làm các rất nhiều cách thức khi chúng ta kèm theo rượu. Rồi chúng ta cũng tiêu tốn rất nhiều cái thực phẩm mà quá sức khả năng tiêu thụ, cả nhu cầu chúng ta cần đến. Rồi thì nó gây cái bất ổn an toàn xã hội, rồi ảnh hưởng sức lao động, thời gian làm việc, số ngày làm việc, số ngày công lao động của chúng ta. Với khi rượu uống vào thì khi vào trong cơ thể thì cái chất ethanol nó di chuyển như thế nào, hấp thu chuyển hóa ra ra ngoài ra sao? Đấy. Thứ nhất là cái ethanol hấp thu rất dễ dàng ở đường tiêu hóa, một phần nhỏ ở dạ dày, còn lại phần lớn là 80% ở ruột non. Thế thì có những cái trường hợp mà những hiện tượng mà có thể làm cái quá trình hấp thu rượu nó sẽ chậm hơn, chúng ta gọi là chậm say hơn, lâu say hơn đấy. Ví dụ như là nếu chúng ta uống rượu trong lúc mà nó trong dạ dày có thức ăn, trong đường tiêu hóa có thức ăn, rồi là uống có cái chất béo, đường đạm, các cái chất mỡ, chất lipid, sữa vân vân các thứ, rồi dùng cái thuốc bọc lên mặt dạ dày vân vân. Những trường hợp đấy thì chúng ta sẽ uống vào sẽ chậm say hơn, đấy, lâu say hơn. Đấy, tuy nhiên sau đó thì ethanol vẫn hấp thu tiếp, qua thời gian nó sẽ vào hết trong cơ thể và tác dụng sẽ không khác gì so với uống mà chúng ta đói. Tất nhiên đói thì nó sẽ nhanh say hơn. Cái ethanol cũng dễ dàng qua đường nhau thai, vậy thì mẹ mà uống rượu thì con cũng sẽ bị ngộ độc rượu, nguy cơ bị ngộ độc rượu và ảnh hưởng các tác dụng có đè lên thai. Rồi chuyển hóa thì chủ yếu chuyển hóa tại gan, và thực sự là cái ethanol của cơ thể nó là thay đổi cái hoạt động chuyển hóa của gan. Đấy, và gan chúng ta phải, nếu uống nhiều uống thường xuyên thì gan nó sẽ, cái hệ thống enzyme men chuyển hóa rượu sẽ tăng sinh lên, hoạt động ngày càng sản sinh nhiều hơn để thích nghi cái hiện tượng là chúng ta uống rượu vào để khử độc cho giúp cơ thể. Tuy nhiên tăng sinh lên thay đổi là cái hoạt động của gan thì nó sẽ làm cái hoạt động của gan lệch lạc, rất dễ bị có rất nhiều cái sự cố, rất nhiều cái tăng tương tác thuốc, rất nhiều nguy cơ bị ngộ độc nhiễm độc khi mà chúng ta uống các chất khác hoặc khi uống các thuốc, chưa nói là gan bị tổn thương. Thứ hai là về thải trừ. Thải trừ thì là từ 2 đến 15% thải trừ qua hơi thở, có nghĩa là số lượng ít mà thải trừ qua hơi thở hoặc qua nước tiểu. Và những trường hợp này chúng ta thấy là nếu chúng ta mà tăng thông khí thở nhiều hơn, thì chúng ta nói nhiều hơn, thậm chí là có thể hát vân vân các thứ, thì có thể tăng cái khả năng cái lượng thải trừ qua đường hơi thở của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta phải lưu ý một số điểm sau, là chúng ta sau phần sau chúng ta sẽ đề cập tiếp. Vậy như thế nào gọi là uống nhiều uống ít, uống ít uống nhiều, và uống nhiều uống không nhiều, rồi uống vừa phải uống chừng mực như thế nào? Đấy. Ví dụ như là các quy định không không giống nhau giữa các nước, tuy nhiên là cơ bản nó cũng không khác nhiều về mặt bản chất số lượng. Ví dụ tại Mỹ, cơ quan kiểm soát dịch bệnh Mỹ người ta hướng dẫn là bị người lớn đối với nam giới trưởng thành một ngày không quá 27,4 gram một ngày, với nữ giới thì không quá một nửa lượng của nam giới thôi, không quá 13,7 gram một ngày. Đấy. Tại Úc, của Bộ Y tế Úc cũng hướng dẫn và khuyến cáo là một ngày người lớn không nên quá 20 gram một ngày. Đấy. Vậy chúng ta phải thấy rõ là nó sẽ hơi khác nhau một chút, thì chúng ta sẽ chọn một con số của Úc là con số rất là dễ nhớ. Đấy. Và chúng phù hợp với cái thể trọng của người Việt Nam. Đấy, người Việt Nam chúng ta tương đối nhỏ, 70% 60% so với người phương Tây.
Vậy thì đối với người Việt Nam chúng ta thì chúng ta nên tính là 20 gram một ngày với nam giới và 10 gram một ngày với nữ giới là hai chữ khai ngưỡng. Thì lưu ý là nữ thì một ngày không nên quá 250 ml bia loại 5%, hay không quá 30 ml đến 30 cc rượu vodka loại 40 độ 40%. Với nam giới thì là không nên quá 500 ml bia loại 5% hay 5 độ một ngày. Và với rượu vodka thì không nên quá 60 cc, 60 ml loại rượu 40%, 40 độ. Đấy. Vậy lưu ý là nữ giới chỉ bằng một nửa tiêu chuẩn, chỉ bằng một nửa của nam giới thôi. Là lưu ý như vậy để cái ngưỡng của chúng ta. Vậy sự tác dụng của ethanol với sức khỏe như thế nào? Khi mà chúng ta uống nhiều uống ít, thứ nhất thì uống ít thì là uống ít thì là sẽ có tác dụng tăng lưu thông ở đường tiêu hóa. Rồi uống ít thì uống kéo dài thì trong một số trường hợp đặc biệt, ví dụ những người phương Tây ở các nước phát triển, người ta có người điều kiện người ta uống rượu vang đấy, và uống mức độ ít đều đặn. Hoặc là thỉnh thoảng chúng ta có thể thấy là những cái cụ già khỏe mạnh ở người ở Việt Nam chúng ta ít lắm, thỉnh thoảng các bạn có thể thấy là các cụ sức khỏe ngày uống độ 1 đến 2 ly nhỏ nhỏ thôi đấy, uống sau bữa ăn buổi tối đấy. Thế và rất là khỏe. Thì ví dụ người nước ngoài thấy uống 2 ly rượu vang ngày, ví dụ một vùng nào đó ở Pháp là người ta đã có nghiên cứu rồi, để giảm nguy cơ bệnh mạch vành, tức là đau tim, suy tim, tử vong đấy, rồi để giảm nguy cơ tắc hẹp mạch não, tới nguy cơ cháy được nguy cơ nhồi máu não, tắc mạch não, nhồi máu não, nhũ não, rồi tắc các động mạch ở các vị trí khác đấy. Vậy phải uống rất ít và uống thường xuyên kéo dài, nhưng mà rất ít đấy. Chứ còn chúng ta rất dễ chuyển sang nhanh chóng là uống nhiều và lạm dụng, tới là sau này là sẽ thành nghiện. Tuy nhiên vẫn có một số, uống ít thôi cũng vẫn có một số tác dụng có hại. Thế còn khi uống nhiều chúng ta dẫn tới các vị là cái hậu quả đó là say hay gọi là ngộ độc rượu. Thứ nhất là cái biểu hiện trên cơ thể thì có rất nhiều cái hậu quả khác nhau. Thứ nhất với cái hệ thần kinh trung ương, với não của chúng ta thì là ban đầu thì có giai đoạn mất kiểm soát lời nói và hành vi. Sau đó thì nhanh chóng rơi trạng thái ức chế thần kinh, chúng ta lơ mơ, buồn ngủ, rồi hôn mê, thậm chí hôn mê sâu. Đấy, với tim mạch thì là có hiện tượng là tăng huyết áp, tụt huyết áp, rồi thậm chí loạn nhịp tim, đau tim, ngừng tim ở trẻ em. Đấy. Với hô hấp thì là tới là thở yếu và ngừng thở, ức chế hô hấp. Đấy. Với tiêu hóa thì là gây nôn, đấy, thì viêm dạ dày, xuất huyết tiêu hóa, mất nước, mất các chất muối, rồi giảm hấp thu các chất dinh dưỡng. Chúng ta cứ uống nhiều rượu và chúng khi ăn chúng ta thì ăn vào thì các chất dinh dưỡng sẽ thu vào trong cơ thể sẽ kém hơn. Rồi uống rượu vào thì nó sẽ làm ngăn cản tạo glucose ở gan này, và đặc biệt nữa là chúng ta mà lại thường dùng uống thêm, uống vào chúng ta không ăn, rồi người gầy, người trẻ này, và người yếu thể trạng kém thì thực sự rất dễ bị nguy cơ hạ đường huyết và rất dễ nguy hiểm đến tính mạng. Rồi thì cơ cơ xương khớp thì có thể gây tiêu cơ vân, chúng ta kích thích vật vã quá, chúng ta say, chúng ta nằm lâu một chỗ tì đè gây tiêu cơ vân, rồi thì gây suy thận, rồi có thể rượu bản thân gây hạ thân nhiệt cũng nguy hiểm. Rồi thì những tất cả những trường hợp đấy nếu nặng quá thì đều có thể dẫn tới tử vong hoặc cái di chứng. Chúng tôi đã động rất nhiều các bệnh nhân mà không phải đến viện, mà không phải bị chấn thương, bị tử vong đâu, mà thực sự ngộ độc rượu ethanol đơn thuần cũng tử vong, nào là hạ đường huyết, tổn thương não, mất não, hôn mê kéo dài, hoặc là đến muộn quá tử vong. Đấy, rất nhiều các biến chứng mà tử vong. Đây đây là các cái một cái bảng cho thấy là cái nồng độ ethanol trong máu và các biểu hiện những tác dụng trên cơ thể của chúng ta ở một người mà ít uống rượu. Tất nhiên nếu người nghiện rượu thì là cái nồng độ cái biểu bảng này nó sẽ thay đổi. Nên cơ bản những người ít uống rượu thì chúng ta sẽ thấy một bên là nồng độ của ethanol trong máu, với kia là các tác dụng trên sức khỏe. Chúng sẽ thấy ở cái nồng độ là 20 đến 50 mg trên đề xe lít thì là, xin lỗi, trước đó dưới 20 mg trên đề xít đã có tác dụng trên thần kinh rồi, của nó có biểu hiện kích thích nhẹ rồi. Đấy. Từ 20 đến 50 mg trên đề xe lít là có hiện tượng rối loạn ức chế này, kích thích nghỉ thường này, đặc biệt là cảm xúc không ổn định, thích giao du với người khác, nói nhiều hơn cảm. Đấy, đây rõ ràng là những cái nồng độ này là đấy, là có thể chúng ta sẽ thì dễ hiểu là tại sao người ta là con người vẫn còn uống rượu, bởi vì rõ ràng nó làm cho người ta cởi bỏ những cái ức chế đấy, và thoát ức chế, giải bày, rất dễ giải bày tâm sự, những suy nghĩ hàng ngày đấy. Chúng ta gọi là dễ chân tình với nhau, dễ bộc lộ tình cảm, suy nghĩ với nhau đấy. Tuy nhiên nếu ở những người tốt thì rất là tốt, tuy nhiên nếu mà những người mà khó kiểm soát,
bản thân hàng ngày đang có vấn đề, những cái điểm mà không tích cực mà bị kiểm soát rất tốt trong trạng thái tỉnh. Nay nếu mà uống rượu vào, những suy nghĩ mà đã kìm nén thế và đang được kiểm soát rất tốt này, uống rượu vào sẽ không được kiểm soát nữa và sẽ bộc lộ ra, thì hoàn toàn rất nhiều cái suy nghĩ xấu, những cái hành vi xấu đã bị kìm nén nó sẽ bung ra và rất nguy hiểm với xung quanh. Đấy. Thế và cũng một cái hiện hiện tượng nữa là cái thích giao du với người khác, đấy, hưng cảm nó nhiều, thích giao du với người khác đây cũng là cái điểm rất đặc biệt với tác dụng của rượu. Tại sao người ta uống rượu là người ta, con người vẫn uống rượu là như thế, bởi vì người ta giúp cho người ta dễ dễ tiếp xúc, dễ giao tiếp. Tuy nhiên thì cũng lại một lần nữa là chúng ta phải nói là phải 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 rất cẩn thận ở cái điểm này. Đấy, còn ở cái những cái nồng độ thấp hơn thì cũng có kích thích nhẹ, và chúng ta có thể thấy là mức độ này thì chúng ta điều khiển các phương tiện giao thông hay những cái động tác thì còn chưa bị ảnh hưởng. Tuy nhiên với cái nồng độ từ 50 mg trên decilit trở lên ở trong máu ấy, thì là bắt đầu cơ thể chúng ta có biểu hiện rối loạn về vận động rất rõ, và rối loạn về nhận thức về tinh thần thần kinh rất rõ. Ví dụ như là chậm đáp ứng, giảm khả năng phán xét, mất điều hòa vận động. Đấy. Rõ ràng là cái luật pháp của hiện tượng này là rất chính xác những điểm này. Ví dụ như là nồng độ trên 50 mg trên decilit là rõ ràng anh không thể lái xe được an toàn rồi, rất nguy hiểm. Chậm đáp ứng, giảm khả năng phán xét, mất điều hòa vận động. Đấy. Thì thực sự là nguy hiểm. Đấy. Tuy nhiên ở những nồng độ thấp hơn, các bạn có thể thấy là 50 mg trên decilit trở xuống thì cơ thể cũng đã có những hiện tượng kích thích. Đấy. Kích thích vậy thì lái xe cũng rất là nguy hiểm, nếu mà anh rõ ràng đang rất là khó kiểm soát, và kích thích như vậy có thể rất dễ phóng nhanh, rất rất khó kiểm soát tốc độ vân vân, các thứ rất dễ có thể gây cả tai nạn, và thậm chí có thể những nhiều trường hợp mà không phải giao thông cũng có thể nguy hiểm. Đấy, bởi vì có rất nhiều cái hiện tượng như các bạn đã thấy về mặt xã hội, vấn đề xung đột mâu thuẫn các thứ vân vân. Ở nồng độ cao hơn thì rõ là nguy hiểm rồi, từ 100 mg trên decilit trở lên thực sự ảnh hưởng đến chức năng sống, rồi thì các hô hấp, tim mạch, và cao hơn nữa có thể tử vong. Đấy là các cái biểu hiện của ngộ độc cấp, uống một cái lượng lớn trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên khi mà chúng ta uống rượu nhiều trong thời gian kéo dài thì đặc biệt là thường sẽ lượng lượng rất là lớn, chúng ta sẽ thấy rất nhiều các tác dụng có hại trên cơ thể. Thế và người ta cho tới nay khoa học và kể cả Việt Nam hay tổ chức y tế thế giới hay các nước, người ta đều nhìn nhận đã tổng kết rất rõ ràng, rượu có thể nói là một cái chất mà nó gây một cái chất mà đầu bảng có thể gây cái số lượng các mặt bệnh, cái tai nạn thương tích, những chấn thương vân vân, các tổn thương sức khỏe đối với sức khỏe của người con người là một con số là nhiều nhất so với rất nhiều các chất khác hiện nay. Tóm lại là ethanol hay rượu là một chất gây cái số lượng bệnh tật, tai nạn thương tích nhiều nhất hiện nay. Thứ nhất là với mắt thì là mặt là rượu là giảm thị lực rồi giảm vận động mắt, tim mạch thì là uống nhiều dẫn tới là bệnh cơ tim giãn, bệnh cơ tim giãn, suy tim, loạn nhịp tim, ngừng tim đột ngột. Rồi thì trên tâm thần thì gây nghiện rượu, phụ thuộc với rượu, rồi thoái hóa não, teo não, rối loạn tâm thần, giảm trí nhớ, sa sút trí tuệ. Thế rồi thì tổn thương dây thần kinh gây liệt, gây tê, đau. Rồi thì uống rượu nhiều, nghiện rượu thì bỏ rượu sẽ có hội chứng cai rượu, chúng ta gọi là cơn vật do rượu. Uống ngày hôm trước, ngày hôm sau thì ngừng ngày trước, ngày hôm sau, ngay tức sẽ biểu hiện ngay run, vật vã, kích thích, vã mồ hôi, nói nhảm, lẫn lộn, co giật, rồi thì huyết áp tăng, mạch nhanh, rất là nguy hiểm. Rồi thì uống rượu vào bản thân nếu uống nhiều có thể cũng giúp cho dễ ngủ, tuy nhiên bản chất rượu là gây một cái chất gây rối loạn rất rất ngủ, và đặc biệt khi là dùng lâu thì dẫn tới là sẽ rất dễ bị mất ngủ, rồi dùng các thuốc ngủ khác cũng rất là kém tác dụng. Đây là cái não, các bạn có thể thấy đây là cái não của người bình thường, đấy, não của người bình thường trên phim chụp cắt lớp não. Thế và trên phim chụp ở người người bị người nghiện rượu, đấy, người ta có thể thấy là chúng ta có thể thấy là hiện tượng teo não, đấy, những phần não, phần nhu mô nó sẽ co lại, đấy, toàn xung quanh toàn nước, não tủy đấy, não thất, đấy, não nó teo lại, các bạn thấy nhé. Đấy, những bệnh nhân này chắc chắn sẽ lẩn thẩn, sa sút trí tuệ, quên quên nhớ nhớ các thứ, rối loạn tâm thần rất nhiều. Và có thể nói những người nghiện rượu chụp lên chắc chắn ít nhiều sẽ bị teo não. Và đây là hình ảnh tim người bệnh cơ tim giãn do rượu, các bạn thấy là ở một hình đây một cái tim mà của người đã tử vong, người ta mổ ra, người ta lấy ra đây vẫn còn cái dây gọi là máy tạo nhịp đây, tạo nhịp tim đây, đấy, một tim của người nghiện rượu đây, bệnh bệnh cơ tim giãn, cơ tim nó mỏng, rất mỏng, bạn có thể thấy đây, mỏng mỏng như tờ giấy đấy,
mỏng. Để trong đó đây các bạn có thể thấy đèn tin của người lành lặn khỏe mạnh đây, đẹp đẽ hình dáng, màu sắc dày dặn, được cân đối đều đặn, đấy, khỏe mạnh như là như thế. Còn đây bệnh cơ tim giảm, đấy, thì một nguyên nhân rất thường gặp gây bệnh tim. Ở trên tiêu hóa thì là uống nhiều rượu kéo dài thì dẫn tới là rất dễ bị viêm loét dạ dày, rồi giảm hấp thu các chất dinh dưỡng, gây thiếu dinh dưỡng, rồi gây chảy, rồi viêm tụy cấp, đấy, rồi lâu dài dẫn tới suy tụy, đấy, cũng gây chảy mãn tính, gây khó tiêu, gây đái tháo đường, đấy. Đấy, rồi thì tổn thương gan, xơ gan, đấy, và rất nhiều các hậu quả khác liên quan kèm theo, ví dụ suất tiêu hóa, hôn mê gan, tử vong, đấy. Rồi rất dễ bị người nghiện rượu, rất dễ bị ngộ độc các thuốc hóa chất, đấy, viêm gan. Đặc biệt khi dùng các thuốc hóa chất đó rất dễ bị viêm gan, rất dễ bị các tác dụng có hại của hóa chất của thuốc. Đấy. Kể cả với cái liều đấy mà nếu mà dùng người bình thường thì không sao, nhưng mà người nghiện rượu thì rất dễ bị tổn thương bởi cái gan, khả năng cử động cơ kém hơn hẳn. Chúng ta có thể thấy đây, đây là một cái thực quản nội soi. Thực quản là cái đoạn ống tiêu hóa dẫn thức ăn từ miệng xuống dạ dày. Các bạn thấy thực quản của người bình thường đây, cái phần bên trong rất là niêm mạc của lòng thực quản rất là mềm mại hồng hào đây, nhẵn nhụi hềm hồng hào mềm mại đấy. Tuy nhiên đấy, thực quản là người xơ gan do rượu đây, các bạn thấy đây cái mạch máu nó căng lên, nó ứ, nó phình lên căng lên, và gan nó xơ lên đấy, chuyện máu nó không về được, nó ứ này, căng lên cả cái vị trí trong đó có thực quản này đấy. Dạ dày thực quản nó bị mạch máu phình lên căng nổi nổi lên rất kinh khủng. Thế và đây thì các bạn rất dễ bị vỡ đấy, vỡ các bạn đây, đây là thực quản cơ xơ gan rượu bị chảy máu vỡ đây đấy. Cái chảy máu ở do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản xơ gan thì cực kỳ nặng và rất dễ bị tử vong đấy, rất dễ bị tử vong đấy. Trông rất là xấu xí, rất là kinh khủng và rất là nguy hiểm. Với các cái cơ quan khác, ví dụ với điện giải gây hạ kali, gây hạ các chất khoáng trong cơ thể, cũng có phần ảnh hưởng đến thần kinh rồi tâm thần tim mạch. Rồi thì với máu thì là rượu có thể gây thiếu máu, giảm hồng cầu, giảm bạch cầu, rồi giảm tiểu cầu, tất cả các thành phần tế bào máu đều có thể bị suy giảm, giống như bị suy tụy. Rồi thì suy tủy xương này, rồi giảm các cái yếu tố đông máu do xơ gan, rồi bị nhiễm toa rất nhiều axit trong máu tích lũy ứ đọng, rồi tăng axit uất máu, uống rượu uống bia, đặc biệt là uống bia và ăn nhậu nhiều, bạn có thể thấy hình dáng của cái khớp bị lắng đọng cái axit uric này, để nó bị xù xì, nó sưng lên toàn cái tinh thể giống như đá lắng đọng ở khớp. Mà không, cái hiện tượng này trông nó xấu xí thôi, nhưng cái nguy hiểm hơn là nó lắng đọng ở thận, là thường thường những bệnh nhân này sẽ lắng đọng ở thận là có suy thận. Thế rồi đây, trên cơ xương khớp, trên da, bạn thấy là những người nghiện rượu thì da mỏng, râu ria thì cái ngắn cái dài hoe hoe, nó không thể còn đẹp đẽ được chăm chút, nó bị thiếu dinh dưỡng, nó còn màu sắc nó không còn đẹp đẹp như người bình thường nữa, da cũng mỏng lên, bệnh nhợt lên, mỏng yếu. Đấy. Rồi xương khớp thì đặc biệt chúng ta có thể thấy rất dễ bị loãng xương, rồi bị hoại tử chỏm xương đùi. Đây là một hình ảnh của bệnh nhân bị hoại tử chỏm xương đùi đây. Đấy. Thế và các bạn thấy có thể đây, các bạn cái xương đùi đây, đấy, xương đùi đây, cái xương chậu đây, đấy, thì cái chúng ta gọi khớp háng. Để khớp háng bên lành vẫn còn tương đối là rõ, rõ, đều đặn, tròn trịa. Đấy. Tuy nhiên sang cái phần khớp háng là cái đó, cái phần xương đùi, cái chỏm xương đùi nó bị hoại tử đấy, nó bị ăn mòn đi đấy, do tổn thương do nghiện rượu, uống nhiều rượu gây ra đấy. Các bạn thấy đây, cái chỏm xương đùi nó nham nhở, nó hình dáng không còn tròn trịa nham nhở, nó còn nó thúc sâu cái, kể cả cái ổ khớp háng nó cũng bị tổn thương, nên là cái xương này cắm vào xương kia nó dính chặt và thậm chí nó rất dễ gãy đấy. Các bạn thấy cái xương nó hoàn toàn khớp khớp háng bên 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 trái của người bệnh nào này đấy, rất là nguy hiểm, rất là nặng, hoại tử chỏm xương đùi của người nghiện rượu. Thế rồi với nội tiết thì là cái rượu thì gây hạ đường huyết đấy. Trực tiếp là nó gây hạ đường huyết với người mới uống xong đấy. Riêng những người mà gầy yếu, người trẻ thể trạng kém thì khi uống rượu thì rất dễ bị hạ đường huyết và rất nguy hiểm, dễ nguy hiểm tính mạng. Thế còn rượu cũng trái lại lại gây tăng đường huyết, gây đái tháo đường. Khi mà uống rượu thường xuyên kéo dài thì tụy cũng sẽ bị tổn thương, nó giống như là gan bị tổn thương, mà tụy là một tuyến nội tiết nó điều khiển chức năng tiêu hóa, chức năng nội tiết, đặc biệt là trong đó chức năng làm cho chống tăng đường huyết, rồi cơ thể sử dụng được glucose. Vì tụy bị hỏng là cho cơ thể chúng ta sẽ ứ đọng lại glucose ở trong máu và gây tăng lên và gây đái đường và tổn thương rất nhiều biến chứng của đái đường. Rồi trên thai nhi các bạn có thể thấy là rất nhiều các tác hại với thai nhi, ví dụ chậm phát triển tâm thần trí tuệ hành vi, chậm phát triển thể chất,
rồi các cái dị tật về thể chất, về đặc biệt về gọi cái gương mặt, rồi dị tật về hành vi, về tâm thần kinh rất là suy giảm. Đây là một cái thấy là bên hình ảnh gương mặt của cháu bé bị sinh ra ở một cái bà mẹ nghiện rượu, uống nhiều rượu, thì như một sinh ra như một ông cụ này, lông mày các thứ bề mặt khắc khổ, các kích cỡ các vị trí cấu trúc trên mặt miệng trông nó khác hẳn giống như một ông cụ này, tức là biến một cái người trẻ trẻ đáng lẽ trẻ nhất thì là thành một người già. Và cơ sinh sản ra cũng là thấy là với nữ thì giảm khả năng thụ thai trên 50%, rất nguy hiểm. Với nam giới thì giảm số lượng tinh trùng, rõ ràng như vậy. Và với cho con bú, với phụ nữ cho con bú thì là có hiện tượng giảm bài xuất sữa, xuống sữa kém hơn. Đấy, thì chúng ta hãy coi chừng, nếu mà cho bà mẹ mà cho một chút mà nhiều người cái cho các nếp cái hay vân vân các thứ gì đó thì có lẽ nó có tác dụng là ra sữa không nhiều đâu, mà thậm chí có thể ngược lại đấy. Đấy. Thế và rõ ràng qua đây chúng ta có thể thấy là chúng ta có một cái khẩu hiệu là nam vô tỷ như cờ vô phong ở trên bàn rượu, đúng không? Nhưng thực sự nếu mà đằng sau vấn đề chúng ta phải nói là nam có tỷ là cái cờ nó thành vô phong, tức là cờ cờ rủ này, uống rượu thành cờ rủ luôn, thì anh em chúng ta sẽ bị suy giảm, bị yếu đi ngay lập tức. Rồi ngoài ra thì rượu cũng là một tác nhân gây ung thư, và rất nhiều ung thư mà có thể gặp phải, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa, ung thư gan, ung thư thực quản, đại tràng, ung thư tuyến tiền liệt, tuyến vú. Đặc biệt là rượu là một nguyên nhân chính gây ung thư thực quản. Đấy, chúng ta có thể thấy có một loại rượu này cũng gây ung thư biểu mô vẩy và thực quản, còn trong khi đó thì trào ngược dạ dày thực quản gây ung thư biểu mô tuyến, như thế rõ ràng là nguyên nhân. Các bạn thấy có thể thấy đây thực quản bình thường này, thế còn đây là thực quản bị ung thư này, các bạn thấy xùi này là rất là kinh khủng, và uống nhiều chắc chắn sẽ một ngày rất dễ bị những cái ngoài ra các cơ thể cũng sẽ bị biến đổi khi rất dễ bị ngộ độc khi dùng các thuốc này, như vừa đề cập lúc nãy cho các bạn thấy. Ví dụ những người bị nghiện rượu, uống rượu kéo dài thì khi uống cái paracetamol chỉ để hạ sốt giảm đau thôi, nhưng bình thường người 2 gram có thể uống vào không sao, nhưng mà 2 gram với người nghiện rượu thì cũng rất dễ bị viêm gan này. Thế rồi thì những người mà uống nghiện rượu như vậy thì khi bỏ rượu này, sẽ một ngày chúng ta sẽ bỏ rượu hoặc vì lý do không uống được rượu thì lại lên cơn vật rượu, mà uống tiếp cũng chết, mà cơn vật rượu cũng chết này. Thế vậy thì rõ ràng là cuối cùng vẫn phải bỏ, nhưng phải có sự hỗ trợ của y tế. Thì ngoài ra có rất nhiều ảnh hưởng khác tới sức khỏe, ví dụ như đặc biệt là chấn thương, bị tai nạn giao thông do xung đột bạo lực này, và có thể nói là phần lớn các cái chấn thương, các tai nạn giao thông hiện nay là liên quan đến rượu, thì các xung đột bạo lực khác cũng như vậy. Sang đến phần tiếp theo chúng ta đề cập đến vấn đề ăn nhậu này, ăn nhậu này. Thực ra nó là nhậu này, nhậu thì cũng có uống và ăn, đúng không? Đấy. Vì vậy thì nguy cơ cao đấy, nếu mà chúng ta ăn nhậu nhiều và thường xuyên đấy. Thế và lý do tại sao? Bởi vì là chúng ta uống rượu, uống bia với số lượng nhiều hơn đấy. Rồi thì thực phẩm cũng có nhiều nguy cơ. Những thực phẩm mà chúng ta dùng nhiều khi ăn nhậu thì rất là mất cân bằng, thường rất mất cân bằng về dinh dưỡng. Rất y chứ khi chúng ta ăn nhậu, chúng ta ví dụ như ăn cha ăn ngũ cốc rồi ăn rau quả tươi rất ít khi, đúng không? Mà phần lớn là chúng ta sẽ dùng các đồ thức ăn rất nhiều dầu đạm, dầu mỡ, chiên vân các nấu cái gì mà chúng ta gọi là đặc sản đồ lạ vân các thứ, là nó hoàn toàn không theo cái cân bằng về dinh dưỡng và rất nhiều có hệ lụy với sức khỏe. Rồi qua đó thì đồng thời cái việc chế biến thực quản từ thực phẩm cũng rất khó có thể đảm bảo an toàn được trong điều kiện mà các cái quán xá mà nếu mà không được kiểm soát tốt. Vậy thì tính chung về các tác dụng của ethanol là gì? Lợi ích của ethanol thì hầu hết là ngoài ứng dụng để uống, tức là ngoài ngoài tác dụng của rượu uống đấy, có nghĩa là trong y tế, trong sát trùng, trong công nghiệp, trong hóa dược vân vân các thứ, trong đời sống hàng ngày, trong gia dụng vân vân các thứ, chứ hoàn toàn không phải là khi uống nha. Vậy chúng ta uống rượu vào là thực sự hiện nay là nếu mà uống nhiều là nguy cơ thực sự là sẽ có hại cho sức khỏe đấy. Và trên sức khỏe thì là ethanol thực sự là có hại là nhiều hơn có lợi. Có lợi rất ít, như các bạn có thể thấy là nếu uống rất ít, xin lỗi, là uống 2 ly rượu vang một ngày như người nước công ngoài, các nước phát triển người ta kiểm soát tốt, hoặc là với những các cụ cao tuổi, những người thực sự là phải có bản lĩnh, ở Việt Nam chúng ta thực sự có bản lĩnh, một ngày uống đến 1 đến 2 ly nhỏ thôi để uống buổi tối ví dụ thế, thì mới có thể có tác dụng có lợi hơn một chút. Thế còn lại hầu hết các trường hợp khác uống là thực sự là có hại. Vậy tại sao con người vẫn uống?
Bởi vì đó là những tác dụng của cái ethanol trên não, trên thần kinh như như ta đã phân chúng ta đã thấy ban đầu đấy. Rồi thì bản thân uống nhiều vào thì ra dẫn tới là cơ thể bị thay đổi, bị nghiện, bị phụ thuộc vào nó và dẫn tới chúng ta không bỏ được. Như vậy thì uống thế nào để ít có hại nhất? Đấy. Chứ chúng ta nói không là có lợi đâu. Đấy. Uống ít có hại nhất. Đấy. Chứ còn uống rượu vào là cơ bản là có hại rồi. Đấy. Vậy thì là tốt nhất là không nên uống nếu cơ thể chúng ta không kiểm soát được. Đây là cái điểm chúng ta có lẽ nó có nghe nghe có vẻ nghe chung chung nhưng mà thực sự cũng các bạn nhiều ca nhiều người cũng nên chú ý. Nếu chúng ta không khó kiểm soát hành vi tính cách của người này người kia và thấy khó kiểm soát được thì vậy hạn chế để uống rượu, bởi vì khi uống rượu vào sẽ bộc lộ những cái vấn đề mà chúng ta đang kìm nén hàng ngày, sẽ dẫn tới những cái bất an toàn, dẫn tới rất xung đột mâu thuẫn vân vân rất nhiều thứ. Rồi lưu ý cái đối tượng không nên uống rượu thì sang slide sau thì tôi xin chia sẻ sẽ tiếp. Rồi uống đúng lúc, uống lúc nào, tức là uống nếu lý tưởng nhất an toàn nhất thì hãy uống vào giờ nghỉ ngơi sau giờ làm việc và sau đó chúng ta sẽ không lao động hay không đi lại điều khiển phương tiện. Đấy. Thế rồi thì uống ít thôi, căn cứ vào số lượng, căn cứ vào tác dụng. Đấy. Rồi uống phải ăn đầy đủ trước, trong và ngay sau uống, tránh hiện tượng là bỏ ăn, bỏ bữa rất nguy hiểm. Rồi thì khi uống phải giữ ấm, đặc biệt trời rét, giữ ấm tránh lạnh và rất dễ bị hạ thân nhiệt. Đấy, rất nhiều các cái vấn đề về co mạch, giãn mạch vân vân các thứ rất dễ bị tai biến mạch não, nhồi máu cơ tim, hạ thân nhiệt vân vân. Rồi thì không lái xe, vận hành máy móc, lao động đặc biệt có nguy cơ ảnh hưởng tới lao động và với sức khỏe, rất dễ bị ngã, dễ bị tai nạn, ảnh hưởng đến chất lượng lao động, chất lượng công việc. Đấy. Thế rồi hãy chọn các loại rượu bia thực phẩm mà gọi là an toàn nhất có thể. Các đối tượng sau không nên uống rượu. Thứ nhất là với trẻ em hay là vị thành niên. Đấy. Rồi phụ nữ, kể cả phụ nữ, đặc biệt phụ nữ có thai hoặc sắp có thai và phụ nữ đang cho con bú. Đấy. Rõ ràng là trẻ, người trẻ kể cả vị thành niên rồi phụ nữ là không nên uống rượu. Đấy. Rồi những người không kiểm soát được số lượng uống ở mức độ ít, đấy, tức là khó kiểm soát đấy, bản thân đấy. Tiếp theo là sau đó chúng ta chuẩn bị có những cái hoạt động, ví dụ như là lao động tinh vi, những động tác cần phải động tác tinh vi, vận hành máy móc đòi hỏi cái độ tập trung, kỹ năng cao, để cần phối hợp động tác thật là tốt, chặt chẽ. Ví dụ là cần hoặc cần phải lái xe, điều khiển phương tiện giao thông, là những giờ đấy chúng ta không nên uống rượu. Đấy. Rồi đang dùng thuốc, đấy, phải hỏi kỹ đơn thuốc và khi bác sĩ kê đơn phải hỏi kỹ vấn đề là kiêng rượu như thế nào. Và tốt nhất là thường thường ít nhiều là chúng ta cái gan chúng ta đang hoạt động vào rồi thì chúng ta lại cho bắt cơ thể uống nhiều rượu nữa vào thì là thực ra uống thuốc rồi thì uống rượu nói chung là cũng thường là không tốt đâu. Rồi những người mới bỏ rượu xong, mới bỏ rượu xong uống rượu ra là thất bại rồi, lại quay trở lại nghiện rượu thôi. Đấy. Rồi những người bị một số bệnh thì giả ví dụ những người bị bệnh tăng huyết áp, những người đặc biệt những loạn nhịp tim, những người bị động kinh, những người bị bệnh suy giảm hô hấp, bệnh hô hấp mãn tính rất dễ bị suy hô hấp, gần như bị suy huyết tiêu hóa, đã từng suy huyết tiêu hóa gần rất dễ bị có hại khi uống rượu. Một cái bước nữa là câu cuối cùng đó là nếu mà làm gì nếu mà chót quá chén. Tức là khi mà người thân chúng ta, bạn bè chúng ta mà không may là bị say rượu hoặc bị ngộ độc rượu cấp tính thì chúng ta phải làm gì? Thứ nhất là chúng ta với tất cả mọi người uống rượu thì không tự đi lại bằng điều khiển bằng phương tiện giao thông, đấy, vận hành máy móc, đấy, hay các lao động thì còn đòi hỏi cái độ tinh tế, đấy. Đấy, và những người uống rượu say rồi thì không nên tự đi lại một mình, đấy. Rồi thì lưu ý nếu uống mà chưa kịp ăn thì phải sau uống phải cố mà ăn cho bệnh nhân, cho người say ăn đủ, đặc biệt là lưu ý là các cái chất dinh dưỡng có chứa đường và tinh bột bởi vì là rất dễ bị hạ đường huyết. Rồi thì khi nằm ngủ thì hãy cho người say rượu để nằm nghiêng sang một bên, để lưu ý là để nằm nghiêng sang một bên rồi thì đầu và vai vẫn cao hơn bụng, đầu và vai cao hơn bụng để cho tránh hiện tượng là rất dễ bị chớ, bị nôn đấy. Thế và nằm nghiêng như vậy thì là nó sẽ đường thở nó sẽ được thông thoáng, không lưỡi nó không bị tụt về phía sau, bởi khi uống rượu say thì lưỡi rất hay bị tụt về phía sau, nó đè vào đường thở là gây khó thở, phải sẽ cho nó nghiêng nghiêng như vậy thì dễ thở hơn, và nếu có chớ ra nôn ra thì người say rượu cũng sẽ không hít phải chất nôn vào trong phổi đấy. Và nằm nghiêng thì chúng ta quan sát nhìn thở để thở êm, thở đều đấy, không khò khè, vẫn trông vẫn hồng hào đấy, là chúng ta đấy là an toàn. Hoặc là có thể nói và hát nhiều hơn, tuy nhiên nói với hát nhiều hơn thì lưu ý là nếu có thể mà không ảnh hưởng tới người xung quanh,
Rồi thì vấn đề kể cả hiện tại karaoke thực ra là một vấn đề đấy, là thực sự cũng rất là nói như vậy cũng tương đối là rủi ro đấy. Nói và nếu chúng ta đóng cửa một mình trong nhà chúng ta với nhau chẳng hạn, yên tĩnh không ảnh hưởng người khác đấy, thì như vậy là có thể làm tăng cái thông khí đấy, thải rượu qua hơi thở nhiều nhanh hơn và chúng ta sẽ nhanh tỉnh hơn đấy. Rồi, tuy nhiên cái vấn đề cũng rất là nhạy cảm. Và nếu mà tình trạng người say mà nặng quá, ví dụ như là gọi không biết, có co giật, thở yếu, thở chậm, khò khè, tím tái, nôn nhiều đấy, hoặc hoàn thành cảnh có thể đã bị chấn thương rồi, có ngã rồi, va đập rồi, có sốt vân vân, thì cần gọi cấp cứu và đưa người say rượu từ bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Rồi, cảm ơn các bạn.